Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với cái chuyên mục đó chính là khui hàng và review hàng, thức ăn rồi vật dụng đồ chơi hamster nha. Thì nói chung là những cái đợt hàng trước mình vẫn có về hàng thường xuyên, nhưng mà những cái đợt hàng trước thì nói chung là về những cái món hàng vừa vừa thôi, lại không có gì đặc sắc cho lắm, cho nên là mình không có quay lại cho các bạn xem. Thì hôm nay thì những cái đơn hàng nào mà lớn lớn một tí hoặc là có những cái món mới gì đó thì mình sẽ quay lại để mà cập nhật cho các bạn nha. Rồi thì ở đây như các bạn thấy nè, mùng cưa nè, rồi nhà nè, rồi bên này có lòng nữa nè, rồi bên này có thức ăn sâu nè, rồi yến mạch, rồi một vài mẫu lòng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ review chi tiết luôn nha. Các bạn nào mua hàng thì có thể là ghé qua ủng hộ mình một đơn hàng nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thì đây là những cái tấm lưới của cái mẫu lòng hoàng tử size lớn nha các bạn. Đây lòng hoàng tử thì mình về rất là nhiều trong cái đợt hàng này luôn. Đây là một cái mẫu hoàng tử size lớn nhưng mà màu xanh biển. Thì cái đối với cái mẫu này thì nó có tất cả các loại vật dụng như là chén ăn bình nước, với lại wheel cho các bạn xem luôn. Để một tí nữa mình ghép cái ảnh mà mình đã ráp sẵn rồi đó lên cái video này cho các bạn để hình dung. Đặc biệt là trong cái đợt hàng này thì nó có về cái mẫu hoàng tử nhưng mà cái nhựa nó trong suốt nha. Đấy nó hơi đục đục một tí chứ nó gọi chứ không là trong suốt hoàn toàn các bạn. Đấy nó đục đục như thế này đó. Nhưng mà nó cũng bằng với cái thứ của lòng hoàng tử màu xanh biển luôn. Đấy, hai mẫu thì cũng như nhau à. Còn bên này là cái mẫu lòng nắp kính nhưng mà size lớn nha các bạn. Giá thì nó cũng giảm nha các bạn. Giảm hình như là còn 240.000 hay là gì đó, 240-45 gì đó. Thì có gì các bạn inbox vào fanpage hoặc là Facebook của mình hoặc là Zalo cũng được. Mình sẽ để thông tin ở trên màn hình luôn. Đây, và mình sẽ báo giá chi tiết sau nha. Đó, rồi thì đây là một cái mẫu lòng màu nâu nè. Ở dưới này thì có màu xanh biển luôn nha. Đấy, nó về màu nâu với màu xanh biển. Màu lòng hoàng tử lớn thì nó vẫn có màu, không biết có màu nâu không nữa. Hình như không có màu nâu nha các bạn. Hoàng tử lớn thì có màu xanh biển thôi. Đây là một bịch sâu, sâu này là sâu gạo nhưng mà xây chung nha, xây chung. Đấy, mỗi ngày các bạn cho nó ăn một hai con cũng được. Đây là yến mạch nè, đó, một bao yến mạch khá là to luôn. Thì để nó đi một tí nữa mình sẽ phân lẻ ra để bán cho các bạn. Rồi, và đây là cái mẫu lồng nắp trong suốt nhưng mà size vừa, không cũng nuôi được hai con nha các bạn nhưng mà nó nhỏ hơn cái size kia một tí. Đây, mình có ráp sẵn một mẫu nè, đây là mẫu màu hồng. Phía trên của nó thì sẽ có một cái nắp trong suốt nha. Bên trong thì nó cũng có nhà rồi chén ăn đồ cái thứ cái kiểu luôn. Đây phía trên nó có một cái nắp các bạn có thể mở ra trong suốt, các bạn có thể nhìn được luôn. Đó, nhìn hamster nó hoạt động ở trên lầu rồi cái thứ cái kiểu luôn nha. Đó. Rồi. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ qua bên đây review cái thùng này xem có gì nha các bạn. Thì mới vô thì các bạn thấy rồi đó. Đây là cái mẫu nhà lạnh. Đó. Cái mẫu này thì giá nó cũng khá là hợp lý cho cái đơn hàng này. Nó cỡ khoảng 40 và đến 42.000. Đó, các bạn có thể liên hệ riêng cho mình sẽ gọi lại báo giá chi tiết cho các bạn nha. Đây, phía dưới của nó là sẽ có một cái tấm gọi là tấm nhôm hay là cái gì đó các bạn, một tấm nhôm nha. Cái tấm như này thì nó sẽ không bị sét nha. Và để mà cái nhà lạnh này mà nó có hiệu quả nhất luôn á thì các bạn có thể để cái tấm nhôm nó vô cái tủ lạnh, tủ đông cũng được. Rồi để khoảng 5 hay là 10 phút gì đó rồi các bạn lấy ra, rồi gắn vào cái nhà, rồi cho con chuột của bạn nó vào ngủ nha. Đấy, nó vào nó nằm chơi khoảng một thời gian ngắn thôi thì cái độ lạnh của nó sẽ tan, nhưng mà nó cũng có hiệu quả trong một thời gian ngắn nha các bạn. Ở đây là cái bình bi loại lớn dành cho thỏ và bò nha. Còn hamster thì nó không uống được các bạn, tại vì cái đầu bi nó khá là to. Hamster cái miệng nó nhỏ nó uống không có được. Hoặc bạn nào mua nuôi thỏ bò thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Đấy, giá cũng khá là ok luôn á. Các bạn liên hệ vào fanpage hoặc là Facebook, Zalo của mình đều được hết nha. Rồi, và đây là cái bình chân không nè. Đấy, mấy đơn hàng trước mình không có về tại vì nó không có hàng á, cho nên là mình không có về được. Kỳ này mình về khá là nhiều. Giá là 18.000 một bình. Đó, bình chân không loại nhỏ nhỏ như thế này rất là thích hợp những bạn nào mà nuôi với số lượng ít á, một là tới hai con các bạn có thể cho nó uống loại này cũng được. Còn không nữa thì các bạn có thể đầu tư hẳn luôn một cái bình bi. Còn đây là mùng cưa nén nè, hai bao mùng cưa nén. Còn bên này là một bao cát sang các bạn. Cát sang thì giá là 13.000 một bịch nha. Đấy, bịch một ký luôn. Rồi và đây là những cái đơn hàng trong đợt một này nha. Rồi khoảng ngày mai nó về thêm nữa thì ngày mai nó về mình sẽ quay thêm cho các bạn xem nha. Rồi và xin chào các bạn nha. Và hôm nay là ngày thứ hai thì hàng nó về thêm. Tại vì trong cái đợt này mình lấy hàng khá là nhiều các bạn, cho nên là hàng nó phải về 2-3 lần thì nó mới đủ hết nha. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ review
thêm một lần nữa cho các bạn xem là nó về thêm gì nha. Đây khá là nhiều bao nè, các tấm, các sang, các Ấn Độ, rồi các hoodie, rồi các thứ các kiểu luôn. Bây giờ mình sẽ review chi tiết cái thùng này đi. Đây, thức ăn, đây là thức ăn loại 1, mình sắp vào kệ hết bên trong kia một mớ rồi. Còn đây là một thùng nữa nè, đấy. Thức ăn loại 1 thì các bạn đã biết rồi. Thức ăn loại 1 mình nói tại vì mình đặt thêm cái tên cho nó vậy thôi, chứ là nó loại thức ăn ngũ cốc 28.000 mình bình thường bán cho các bạn đó. Còn đây là một bịch bánh trứng gà nha. Đấy, bánh này thì ăn nó giòn giòn á, mình thấy mấy con chuột nó khá là thích ăn luôn. Và đây là bánh ngũ sắc nè, bánh ngũ sắc mấy bịch luôn nha. Đấy, để một tí nữa mình sẽ gọi là phân ra bịch nhỏ để bán cho các bạn. Các bạn nào mua nửa ký thì có thể liên hệ mình nha. À, ở đây mình có về thêm khê chùm nha các bạn. Khê chùm thì mình thấy có khá là nhiều bạn hỏi mình á, mà mấy đơn trước thì mình không có lấy về. Đây, trong cái đơn này thì mình là lấy về thêm khê chùm để mà bán cho các bạn. Khê chùm thì các bạn để nguyên chùm nha, mình thì để vào thì con chuột hamster nó cạp đồ nó ăn đồ. Mình thấy các bạn khá là hỏi mình khá là nhiều. Đấy. Còn đây là cái mẫu lòng mà trong suốt nha. Cái nó khăn cũng khá giống cái mẫu hoàng lòng ngũ sắc các bạn, nhưng mà nó là nhựa trong suốt. Cái thùng này là phô mai nha các bạn, phô mai giọt nước. Để mình lấy ra review cho các bạn xem luôn. Đây là một cái thùng phô mai giọt nước. Phô mai này á là loại phô mai sữa các bạn, cho nên là nó trong cái mùa hè này nó thời tiết nóng á thì nó sẽ khá là dễ bị chảy. Đó, bị mềm, cho nên là các bạn có thể để vào tủ lạnh để bảo quản. Ở khi nào mà cho con chuột các bạn ăn á thì các bạn lấy ra và các bạn bảo quản dưới 2 tầng như mình nha. Dưới 2 tầng là đảm bảo chất lượng phô mai nha. Dưới này là queo thôi, queo với lại trứng ăn đồ của chất lòng á. Rồi dưới này chúng ta sẽ có hướng dương. Đây, hướng dương. Hướng dương thì có nhiều con chuột á thì nó thích ăn hướng dương không á các bạn có thể mua thêm và chọn cho nó ăn. Đây là queo với lại một cái lồng thôi. Đó, bình thường. Rồi đây thì chủ yếu là thùng thức ăn nè. Bên trong thì mình đặc biệt là mình có về thêm khá là nhiều queo nhựa. Queo nhựa size chung, size lớn cũng có luôn, nhưng mà size lớn thì nó chưa về nha. Size chơi bia thì nó chưa về. Nhưng mà cái size nhỏ này cho cái dòng hamster loại nhỏ như là Winterway, Robo và Campbell thì mình về khá là nhiều và giá khá là rẻ luôn. Giá là 22.000 một chiếc. Và nếu như mà các bạn lấy 3 chiếc thì mình giảm cho các bạn hẳn luôn, còn 20.000 một chiếc nha. Đây, mình có gáp sẵn 4 màu nè, có màu trắng nè, màu hồng. Đây, màu trắng nè, màu hồng, màu xanh lá và màu xanh biển. Có 4 màu nha, các bạn nào thích màu nào có thể inbox riêng cho mình. Khi mua hàng á, thì mình sẽ gửi đúng như cái màu đó cho các bạn luôn. Đặc biệt là các bạn mua 3 chiếc trở lên, mình tính chặn cho các bạn 20.000 một chiếc nha. Ở giá mình thấy khá là rẻ luôn các bạn. Mấy đợt trước là 25-28.000 á, nhưng mà đợt này nó giảm còn 22.000 thôi. Đây, bên này thì chúng ta sẽ có các ấn AK buddy trắng nha các bạn, không phải các Ấn Độ nha. Đây các buddy trắng nè. Đây mình sẽ vào đây quay cho các bạn xem nó rõ hơn, bên ngoài nó khá chói các bạn. Đây buddy á thì mình thấy cái hạt cát nó sẽ là to hơn cái loại cát Ấn Độ một tí nha các bạn. Đó, nhưng mà hai loại cát này mình thấy xài nó cũng xem giống nhau đó, nhưng mà cái buddy thì nó mắc hơn một tí đó. Không biết là các bạn thích xài loại nào mình không biết, nhưng mà mình thấy thì mình bán các Ấn Độ thì nó chạy hơn các buddy nha. Đây là các Ấn Độ nè. Đó, thì cũng nhầm người thôi, có người ta có bạn thì thích xài Ấn Độ, có bạn thì thích xài buddy. Đây buddy thì nó màu nâu, giá nó rẻ hơn, 25.000 một bịch một ký như thế này. Và mình thấy cái hạt cát thì nó sẽ nhuyễn hơn nha. Đó, hạt cát này nó sẽ nhuyễn hơn các buddy trắng. Đấy, các bạn nào thích nhuyễn á thì các bạn có thể xài Ấn Độ. Còn các bạn nào thích cái viên nó to một tí thì các bạn có thể xài cái bút đi trắng. Ở đây là một bao cát tắm đó nè. Đó, cát tắm mình về khá là nhiều luôn. Thì cát tắm các bạn ngồi rất là nhiều. Cát sang mình để chậm nha. Rồi, bên trong này là cát tắm. Mình cũng sắp vào đây một mớ để dành bán nè. Rồi, và trong này thì chúng ta sẽ có thức ăn dặm nha các bạn. Thức ăn dặm thì cũng còn khá là đầy đủ. Các bạn mua loại nào thì có thể chụp màn hình lại liền và gửi qua cái tin nhắn fanpage của mình hoặc là Zalo cho mình nha. Nếu như mà cái fanpage của mình mà các bạn nhắn vào nó có lỗi gì đó thì các bạn có thể nhắn qua Zalo của mình. Mình sẽ để cái số điện thoại Zalo của mình trên màn hình này luôn. Đây, thức ăn dặm, thức ăn 1K vẫn còn một vài món nha. Đó, mình sẽ vào thêm thức ăn 1K đi cho các bạn ủng hộ mình. Đây, bình nước các kiểu luôn nha. 125-80, mày răng và bình 500ml, rồi khử mùi vẫn còn. Nói chung là còn đầy đủ hết luôn. Đó. Rồi, nhà nè, nhà sứ nè, chén ăn nè, nhà sứ to nè, sứ nhỏ, rồi nhà Mika, nhà lạnh mình cũng đã sắp trên đây luôn rồi. Nhà tắm nè, đấy, nhà tắm vẫn còn đủ hết nha.
À bên còn đối với những cái nhà gỗ á, thì hàng nó không có nhiều, mình chỉ còn một vài mẫu như thế này thôi. Các bạn nào thích mẫu nào thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Rồi, và mẫu lồng ngũ sắc cũng còn một mẫu nè, lồng mini, lồng vòm nè. Đấy, mấy mẫu này thì nó gần hết hàng rồi. Còn những cái mẫu lồng chung chung lớn lớn vậy thì còn khá là nhiều nha. Đấy, các bạn thử rồi đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ review hai cái loại thức ăn mà hiện tại mình đang bán trong cái shop của mình. Thì hồi lúc trước á, thì mình chỉ bán một loại này thôi. Đây, loại 28.000 này nè. Đó. Thì bây giờ mình đặt cho nó cái tên là thức ăn loại 1. Đó, 28.000 một bịch nửa ký. Thì cái loại này thì nó đầy đủ cái loại hạt luôn. Đó, bánh trái rồi các thứ các kiểu luôn nha. Đây, một bịch như thế 28.000. Thì cái loại này thì các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều rồi. Mình bán mấy năm rồi các bạn ủng hộ rất là nhiều. Và các bạn cho nó ăn thì các bạn phản hồi lại là mấy con chuột nó mập. Đó. Có con thì nó bị béo phì luôn. Đấy. Còn đây là thức ăn mình mới về trong cái đợt hàng gần đây thôi, thì giá là 25.000 một bịch nửa ký luôn. Nhưng mà cái thành phần của nó thì chắc chắn là nó sẽ ít hơn cái loại 28.000, nhưng mà một ít thôi các bạn, chứ không có nhiều. Các bạn nào muốn tiết kiệm rồi, các bạn nào nuôi nhiều muốn tiết kiệm thì các bạn có thể lấy loại này cho nó ăn, nó vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho con chuột của bạn. Đó, các bạn muốn chuột bạn mà béo ú rồi béo phì rồi các thứ các kiểu á thì các bạn mua thêm thức ăn dặm cho nó ăn. Rồi, bên này là mùng cưa nè, đấy mùng cưa nén nè, mùng cưa thơm vẫn còn đủ hết luôn nha. Đó, bạn mua gì thì ghé qua ủng hộ mình một đơn hàng nha. Rồi, và trong đơn hàng này thì mình về cũng khá là đầy đủ các bạn. Đấy, thức ăn với lại lòng đồ đồ chạy được các thứ các kiểu. Đấy. Rồi, các bạn nào còn mua hàng gì đó thì có thể ghé qua ủng hộ mình một đơn hàng nha. Và các bạn có thể liên hệ mua hàng qua fanpage hoặc là Zalo, hoặc là các bạn có thể được hàng trực tiếp qua trang Shopee luôn. Trên Shopee thì nó có phần giảm giá, có mã giảm giá, các bạn có thể gọi là lấy mã và áp vào mỗi đơn hàng để được giảm giá nha. Rồi, và link thì mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận để cho các bạn dễ tìm kiếm nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.